Đức Giáo Hoàng lên án bạo lực chống lại người Thiên Chúa Giáo, tin từ Vatican. Đức Giáo Hoàng Francis vào hôm nay đã lên án sự phân biệt đối xử đối với những người Thiên Chúa Giáo, kể cả ở những nước mà trên lý thuyết tự do tôn giáo được luật pháp bảo đảm. Ông đã cầu nguyện và nói chuyện với hàng ngàn người trong quảng trường Thánh Phêrô ẩm ướt và nhiều gió vào ngày mà Giáo hội Công giáo La Mã kỷ niệm Thánh Stephen, người tử vì đạo đầu tiên của giáo hội. Đức Giáo Hoàng 77 tuổi đã kêu gọi đám đông im lặng cầu nguyện cho những người Thiên Chúa Giáo đã bị cáo buộc một cách bất công và phải chịu tất cả những loại bạo lực. Đức Thánh Cha Francis trong mùa Giáng sinh đầu tiên của mình trong cương vị Giáo Hoàng nói rằng những hạn chế và phân biệt đối xử đối với những người Thiên Chúa Giáo không chỉ diễn ra trong những nước không có đầy đủ tự do tôn giáo mà còn ở những nơi mà trên giấy tờ tự do và nhân quyền được bảo vệ. Trong một thế giới văn minh, bất công phải bị lên án và loại bỏ. Đức Giáo Hoàng Francis đã không nêu tên bất kỳ quốc gia nào, nhưng Vatican từ lâu đã kêu gọi Ả Rập Saudi dỡ bỏ lệnh cấm các Kitô hữu thờ phượng ở những nơi công cộng. Năm nay đã có một số vụ phân biệt đối xử và các cuộc tấn công nhắm vào những người Thiên Chúa Giáo thiểu số ở Ai Cập, Nam Dương, Iraq, Sudan, Nigeria và các nước khác, nơi mà trên lý thuyết quyền lợi của họ được bảo đảm bởi luật pháp. Trong quá khứ, Vatican cũng đã bày tỏ sự lo ngại về những gì mà cựu Giáo hoàng Benedict gọi là hình thức tinh vi của sự thù địch đối với những người Thiên Chúa Giáo ở các nước giàu, chẳng hạn như hạn chế sử dụng các biểu tượng tôn giáo ở những nơi công cộng. Accade però anche in paesi ambiente che sulla carta tutelano